Chương 1. Nhập học. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Tại trường Royal, đây là một ngôi trường rộng lớn mang phong cách cổ điển, nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài rộng lớn với trang thiết bị hết sức tối tân hiện đại. Dành cho những HS là con cháu các quý tộc giàu có, học giỏi, hay những HS được nhận học bổng may mắn lắm mới vào được hôm nay là một ngày đẹp trời, yên bình, chim hót líu lo, nhưng ở trường, Royal, không khí lại khác hẳn, bởi những tiếng la hét khủng khiếp của HS khiến những chú chim cũng không dám ở lại. Nguyên nhân của những tiếng hét không gì khác chính là do sự xuất hiện của các hot boy và hot girl của trường, ba chiếc siêu xe có một không hai trên thế giới màu đen dừng lại ngay giữa sân trường. Ba con người bước xuống, người đầu tiên là Thiên Băng tiếp đó là Hàn Vũ và Lãnh Phong. Họ vừa bước xuống là ngay lập tức có người chạy ra cất xe cho họ, đây là quy định của trường Ai đi ô tô riêng đều được như vậy hết á, Băng và Phong bước đi nhẹ nhàng. Khuôn mặt lạnh lùng phớt lờ mọi thứ xung quanh bởi họ đã quá quen với việc này, chỉ có Hàn Vũ là luôn nở nụ cười sát gái khiến nhiều HS nữ phải vào viện cấp cứu vì mất máu, đau tim bởi nụ cười quá ư là tỏa nắng bọn hắn đi về phía lớp học S1 của mình để tránh những tiếng ồn ào, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ rất thân vì lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhưng sự thật không phải vậy đúng là Hàn Vũ và Lãnh Phong rất thân thiết. Nhưng họ đối với Thiên Băng chỉ như những người bạn bình thường tuy quen nhau từ nhỏ, ba bên gia đình cũng rất thân thiết nhưng Thiên Băng luôn lạnh lùng, khép kín trầm lặng cô không bao giờ tin bất cứ ai nên cô không thể mở lòng với hai người bạn từ thuở nhỏ này được, họ không biết gì nhiều về cuộc sống cô và cô cũng vậy. Giữa cô và họ luôn có khoảng cách nhất định. Thật ra cách đây 10 năm về trước vào dịp sinh nhật tròn 7 tuổi của phong ba của băng đã đưa con bé tới đây vì thế cậu đã được gặp băng. Lúc ấy những gì cậu nhận thấy ở băng là một cô bé 6 tuổi xinh xắn dễ thương với chiếc váy công chúa màu trắng, cô bé thông minh, hoạt bát, lém lỉnh, nhanh nhẹn, dễ gần và đặc biệt rất ấm áp. Trong buổi tiệc không có Hàn Vũ lên phong không chơi được với ai ngoài cô bé. Băng là người con gái đầu tiên khiến anh nở nụ cười khiến trái tim anh rung động và cảm thấy hạnh phúc kể từ sau hôm đó anh không còn được gặp lại cô bé nữa. Nhưng hai năm sau vào ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của cô bé ấy cũng là ngày gia tộc họ Nguyễn công bố ra mắt công chúng về truyền nhân tiếp theo của dòng họ. Anh đã vô cùng chờ đợi giây phút được gặp lại băng, nhưng giây phút ấy thật đau khổ băng như một người xa lạ và không nhớ bất cứ thứ gì về anh cô bé lạnh lùng. Chương 2. Rắc rối từ những người lạ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Giang, Giang, Âu oh yeah cuối cùng thì cũng ra chơi rồi, xã hội chủ nghĩa muôn năm, nó sảng khoái vươn vai định đứng dậy thì một bàn tay rắn chắc kéo nó lại, là cái tên chết bầm tử hy đó. Nó lẩm bẩm trong miệng chừng mắt nhìn cậu ta, hắn thản nhiên không quan tâm đến thái độ của nó giọng đều đều mà đối với nó là nhạt phách, đi đâu vậy, xuống ca tân, có gì không? Muốn đi chung à, không có gì, đi đi, tôi không thích xuống đó cậu bị điên hay thần khinh không ổn định vậy, gọi người ta xong lại bảo không có gì. Đáp lại nó là sự im lặng đến phát ghét của hắn, nó tức giận không làm gì được đành hậm hực xuống ca tân. Tại ca tân, nó chọn cho mình một cái bàn trong góc khuất ít người đi tới để tránh sự chú ý, nhưng cũng chẳng có tác dụng bởi mọi người vẫn nhìn vẫn bàn tán về nó, cứ như nó là người ngoài hành tinh ấy nó quyết định không quan tâm đến những chuyện đó mà cố gắng bù đắp cho cái dạ dày thân yêu của mình đang hí hửng thưởng thức bữa ăn nhanh thì nó cảm nhận được không khí có vẻ lạ hơn những tiếng bàn tán càng ngày càng lớn nó đành ngậm ngùi ngừng ăn thấy mọi người trong ca tần nhìn nó với ánh mắt thương hại rồi lại nhìn về một phía khác nó nhìn theo hướng nhìn của họ từ xa thấy có ba cô gái đang tiến về phía mình ngày càng gần, nhìn họ cũng khá xinh đấy nhưng nếu lột bỏ lớp trang điểm ra không biết nhan sắc thật ra sao nữa. Nó không hề có ý khinh thường hay đánh giá một người chỉ vì họ trang điểm vì nó hiểu con người luôn có nhu cầu làm đẹp đặc biệt là con gái điều này giúp họ tự tin hơn. Nhưng họ cũng đâu cần make up đậm như vậy khi đến trường chứ, chỉ cần nhẹ nhàng thôi là rất đẹp rồi họ đang đứng trước mặt nó, rất gần, mùi nước hoa và mỹ phẩm nồng nặc sọc vào mũi khiến nó khó chịu nhưng không sao nó không phải là người quá nhạy cảm với mùi mỹ phẩm. Chào bạn tụi mình ngồi đây được không? Nó miễn cưỡng đồng ý, à tất nhiên rồi các cậu ngồi đi cảm ơn bạn, mình xin tự giới thiệu mình tên là Mỹ Ngọc, cô gái mái tóc màu đồng xinh nhất nói rồi chỉ vào hai cô gái còn lại nói còn đây là Tuyết Mai và Ngọc Diễm, tụi mình cũng học chung lớp với bạn đấy. À vậy sao, xin lỗi mình không để ý, mình tên Hạ Vi, ừm, không sao đâu, bây giờ cậu biết là được rồi, thì mọi thứ lại trở về như trước. Có điều nó cảm thấy có gì đó không ổn nhìn cái thái độ và ánh mắt của mọi người trong ca tần hồi nãy dành cho ba cô gái này, nó đủ thông minh để biết họ là ai, là những con người như thế nào nhưng điều nó thắc mắc là tại sao họ lại đến tìm nó lại còn mắc công đóng kịch giả tạo như vậy nữa nó cũng không thể phủ nhận họ diễn rất đạt nhưng họ nghĩ nó là ai chứ tưởng nó dễ bị qua mặt vậy sao đúng là nực cười nghĩ đến đây nó không tự chủ được nhếch môi cười khinh bỉ điều này cũng khó có thể qua được mắt của mỹ ngọc cô ta từ từ đặt miếng bánh xuống bàn giọng đầy hoài nghi hỏi nó nụ cười lúc nãy của cậu là có ý gì cũng không có gì chỉ là thấy mấy cậu diễn xuất sắc quá mình nghĩ chắc hẳn rất mệt phải không đúng là đáng thương nó đợi câu trả lời của mỹ ngọc nhưng tiết mai lại xen vào giọng chua chát đáng thương sao mày nghĩ mày là ai mà dám nói với bọn tao bằng cái giọng đó hả đừng tưởng được hot boy của trường để ý tới là giỏi rồi muốn làm gì cũng được đổi cách xưng hô rồi sao bình tĩnh đi tôi chỉ muốn các cậu sống thật với chính mình thôi mà tiết mai định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị mỹ ngọc ngăn lại rồi cô ta chuyển hướng nhìn sang nó hạ vi cô đúng là thông minh vốn là định chơi đùa với cô một chút nhưng xem ra không được nữa rồi nếu cô đã thẳng thắn đến vậy thì tôi đây cũng không ngại nói thật có điều gì cô cứ nói thẳng ok tôi muốn nhắc nhở cô nếu không muốn gặp thêm nhiều rắc rối thì tốt nhất là cô nên biết chương 3 i John TK. nghe chọn bộ tại mê audio com người ta nói quả không sai mà đẹp quá cũng là một cái tội tình hình hiện tại nó đang bị bao vây bởi đám háo sắc á nhầm là bọn hs nam trường nó bọn họ đúng là một lũ rảnh rỗi sinh nông nỗi cứ lôi lôi kéo kéo nó giữa sân trường nắng trang trang rồi đặt những câu hỏi như bạn tên hạ vi phải không nhà bạn ở đâu cho mình số điện thoại đi bạn có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy trường học trước kia của bạn ở đâu mối tình đầu của bạn là ai làm bạn gái mình nhé vân vân và mây mây ôi trời đất quỷ thần ơi nó bắt đầu thấy chóng mặt rồi đấy nó đâu phải người nổi tiếng mà họ càng không phải là phóng viên nó tự nhủ trong lòng bọn họ chắc chắn không phải là người mà là một lũ yêu tinh tu luyện ngàn năm mặt dày hơn cái sàn bê tông cho dù đánh chết cũng không mỏng đi được thấy gái là cứ bu tới không có sĩ diện của đàn ông nó không thể đứng đây làm bạn với chị nắng mãi được bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất Cuối cùng sau hơn 15 phút chật vật nó cũng đến được cái bàn thân yêu của mình. Nó hiện tại thấy nóng vô cùng, thở hồng hộc vì thiếu oxy, mồ hôi chảy đầm đìa bộ dạng hết sức thảm thương nhưng chỉ là nó nghĩ vậy thôi chứ thật ra không phải vậy. Mồ hôi chảy nhiều khiến tóc mai của nó hơi ướt dính vào da mặt vốn đã trắng nay còn ửng hồng nữa chứ đôi môi đỏ mọng cũng vì thế mà hơi xe lại chuyển sang màu hồng cánh sen nhìn nó bây giờ thật sự rất cuốn hút khiến ai kia ngắm mãi không biết chán. Cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm càng khó chịu hơn khi biết đó là tên tử hy nó giọng chế giễu tôi biết mình đẹp nhưng cậu có cần nhìn tôi hoài vậy không? Hắn ta bị câu nói của nó làm bừng tỉnh rồi lại ôm bụng phì cười khiến nó khó hiểu ha ha. Tôi có nghe nhầm không vậy? hôm qua chẳng phải có người còn bảo tôi bị ảo tưởng sức mạnh thế mà hôm nay lại tự khen mình đẹp vậy cho hỏi cậu như thế có được coi là bị ảo tưởng không hay là bị bệnh tự sướng đây hả no no ngàn vạn lần sai tôi như vậy là đang thừa nhận và tôn trọng sự thật cậu nghe rõ chưa nếu không cậu nói thử xem tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm mãi thế hả không phải vì tôi quá đẹp sao nó vốn dĩ chỉ định chọc hắn cho vui thôi thật không ngờ tử hy lại quay mặt về hướng khác tránh ánh mắt của nó mặt cậu ta còn chuyển màu hồng nữa chứ nó vờ dụi dụi mắt ra vẻ không tin nói ha 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 tôi có đang nhìn nhầm không vậy cậu là đang xấu hổ sao tôi chỉ đùa thôi mà tại sao cậu lại phải thẹn thùng như thế ai nói với cậu là tôi xấu hổ con mắt nào của cậu nhìn thấy điều đó hả Cả hai mắt của tôi đều nhìn thấy, nếu không sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia ờ thì. Vì tôi thấy nóng được chưa? Làm ơn đi máy lạnh ngay đằng sau lưng cậu đấy, hi hi thôi thôi được rồi coi như là tôi chịu thua cậu vậy, tại sao lại là coi như, rõ ràng là cậu nói không lại tôi mà. Được rồi là tôi thua cậu như vậy đã được chưa? Ha 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 được rồi. Được rồi sau một trận cười hả hê nó mới để ý đến hai bọn nó bây giờ đang là tâm điểm sự chú ý của chương 4, mất điện thoại gạch dưới bạn mới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, nó chẳng muốn quay lại lớp học nữa định sẽ nghỉ một tiết sau đó vào học tiếp nó lang thang ra sân cỏ sau trường nơi đây vô cùng yên tĩnh. Mắt mẻ nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt nó móc chiếc điện thoại bật một bài hát buồn rồi chìm sâu vào giấc ngủ đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những dông tố phía sau cuộc đời cho ta những vấp ngã đớn đau để khi quay đầu không có bàn tay nào muốn đỡ ta lại tủi mình đứng lên trong lo sợ liệu mình có đủ sức hay không đời dạy ta cuộc sống không chỉ một màu hồng đằng sau tiếng cười là sự gào thét tâm can nhưng ta vẫn phải bước đi dù yếu lòng hay mệt mỏi nó hòa đồng là thế, thân thiện là thế, nhưng sao bên cạnh nó không có lấy một người bạn thế này? cứ tưởng rằng chuyển đến trường mới sẽ có những người bạn mới nào ngờ vẫn vậy thậm chí là còn tệ hơn. cũng đúng thôi nơi nó ở trước kia khá xa với thành phố này, gia đình nó ở nơi ấy cũng được coi là dạng giàu có còn ở đây toàn cậu ấm cô chiêu nó chỉ là một đứa nghèo nàn không ai muốn chơi. À à à à nó chợt tỉnh la thất thanh vì nhận ra đã gần vào tiết thứ hai rồi là tiết hóa của bà cô khó tính, nó vội vàng chạy một mạch vào lớp quên luôn cái điện thoại ở trên nền cỏ. Nó vừa vào lớp cũng là lúc bà cô bước vào, thở phào nhẹ nhõm nó nằm bò ra bàn nhìn sang bên cạnh không thấy tử hy đâu có chút thắc mắc nhưng rồi nó cũng gạt bay suy nghĩ trong đầu mình. Mặc kệ hắn dù sao nó cũng đang bực mình vì hắn mà nó bị ăn tát vô cớ. Reng, reng. Tan học nó uể oải cất sách vào cặp và ra về đi bộ trên con đường dài theo thói quen nó lấy điện thoại ra nghe nhạc nhưng không thấy đâu. Hốt hoảng khi kịp nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở sân cỏ tự cốc vào đầu mình nó lập tức chạy tới trường, trường bây giờ thật vắng, không còn ai ngoài bác bảo vệ. Nó chạy ra sân sau tìm thứ mà mình cần tìm nhưng mãi không thấy đâu, nó bất lực ngồi bịch xuống đất trong lòng không khỏi lo sợ đây là chiếc iPhone 73 nó tặng nó nhân dịp sinh nhật tuần trước. Nó biết chiếc điện thoại này rất đắt và cả vì cái tính ẩu của nó nữa nên không muốn nhận, nhưng như mọi khi ba nó lại tiếp tục ca bài ca muôn thuộc con xứng đáng nhận được nhiều hơn thế làm nó không thể không nhận, nó còn tự nhủ sẽ giữ gìn cẩn thận vậy mà giờ mất tiêu rồi hu hu làm sao giờ, bỗng phía sau lưng nó vang lên một giọng nói, cậu Trương Nam, đi chơi bằng dấu lớn biết yêu. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Sáng, ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua ô cửa sổ dọi vào người con gái trong phòng khiến cô như một thiên sứ, một làng công chúa của nắng ấm áp mặt trời đã lên cao, nó vẫn say giấc ngủ vì hôm nay được nghỉ và kế hoạch cho cả ngày là ngủ, ăn rồi nghe nhạc ngủ tiếp. Nó không có thói quen ngủ nướng hiện tượng này chỉ xảy ra vào những hôm nó được nghỉ học không có việc gì làm hay quá mệt mỏi thôi. Đồng hồ điểm 8 giờ nó vẫn đang ngủ ngon bỗng điện thoại nó vang lên đoạn điệp khúc bài, mi của Westline thông thường chỉ có ba nó hoặc là Dương Tử Minh bằng dấu lớn Ken, em trai kết nghĩa của nó, gọi cho nó vào khoảng thời gian này thôi. Nhóc Ken thì đi du lịch không biết vi vu tận đâu rồi có nhớ gì đến nó đâu lên loại bỏ suy ra người gọi là ba nó, nghĩ thế nó nghe mà không nhìn màn hình điện thoại alo con nghe ba, mới sáng ba gọi cho con có việc gì không à, ba nào, mơ ngủ à mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ sao hả cái con heo kia. Nhận ra đầu dây bên kia không phải là ba nó mà là giọng của tử hy, nó bất ngờ hỏi, nè sao cậu biết số của tôi vậy, hôm qua thế đấy câu trả lời chẳng mấy liên quan nhưng giúp nó nhớ lại cuộc đối thoại chiều hôm qua, như hiểu ra mọi chuyện nó giọng còn ngái ngủ, ờ, nhớ rồi mà cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Tính dù cậu đi chơi nhân dịp chúng ta vừa kết bạn chỉ vậy thôi. Nghe đến đi chơi mắt nó sáng lên giọng tiếu tít, được đó ý kiến rất hay cậu đang ở đâu? Ở trước cổng nhà cậu vậy cậu đợi tôi chút nha tôi ra ngay đây nó chạy vào phòng làm VSCN mất 15 phút, đứng trước gương nó hài lòng với chính mình. Mái tóc búi cao kiểu Hàn Quốc cá tính nó mặc một chiếc quần sót làm bằng vải thun cotton màu trắng. Chiếc áo cụt tay màu trắng cùng chất liệu được đóng thùng gọn gàng cùng chiếc thắt lưng dạng dây xích màu vàng cách hai mắt xích lại có hình ngôi sao treo lủng lẳng dây truyền hình thập giá màu vàng bản to dài qua ngực kết hợp với đôi xăng đan màu vàng nhũ đính đá màu trắng làm nổi bật nước da trắng không tì vết nhìn nó bây giờ vừa năng động vừa dễ thương xinh đẹp nó chạy ra với tốc độ ánh sáng tử hy đứng đó đợi nó chắc cũng lâu rồi mồ hôi nhễ nhại cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jean màu đen xước cùng với giày thể thao trắng hì cậu đợi tôi lâu chưa mà sao biết nhà tôi hay vậy, cái gì mà Dương Tử Hi tôi chẳng biết chứ, xí, bệnh lại tái phát rồi thôi không nói nhiều nữa, mau lên xe đi yes. Sơ nó đưa tay chào kiểu quân đội rồi cùng Tử Hi leo lên chiếc mui trần thẳng tiến cho cái hốt chơi bời. Tụi nó đến hội chợ mới mở vừa bước xuống ngay lập tức tụi nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, các tiếng bàn tán bắt đầu nổi dậy, oa anh kia đẹp trai quá, lại còn đi xe xịn nữa, ôi xoái ca của em mày ơi tao muốn ngất ngất rồi không có cơ hội ngắm trai đẹp nữa đâu con ngu hình như ảnh có bạn gái rồi hay sao ý mày ờ con nhỏ đó là ai nhỉ xấu mù thấy mà ghét vi 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 nó khá bất mãn gì chứ có mắt không vậy nhan sắc của nó ngời ngời như vậy mà cũng kêu xấu ư đúng là mê trai một cách mù quáng con trai ở đây cũng lác con mắt, hot girl kìa mày ơi xinh nghe, cho tao làm bạn trai một ngày chết cũng đáng, người gì đâu mà xinh thế, ra làm quen đi, mày ơi hoa đã có chủ rồi tiếc quá. Họ đẹp đôi thật đấy, đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc tử hy lườm nó một cái đơn giản vì lúc nãy cậu ta muốn đưa nó đến một nơi sang trọng kìa nhưng nó nhất quyết đòi đến đây. Nó nhún vai tỏ vẻ không biết, không liên quan tôi vô tội làm cậu ta tức xì khói nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười gian tạc. Cậu ta nắm lấy tay nó khiến nó giật mình trợn tròn mặt. Nè cậu làm gì vậy? Cậu im mồm đi, không thấy họ bảo chúng ta là một cặp sao? Chúng ta phải diễn cho đạt chứ, hi hi. Cậu ta cầm chặt tay nó và kéo nó đi thật nhanh, đến đây tụi nó chơi tất cả các trò chơi, từ trò của con nít đến những trò chơi mạo hiểm, táo bạo đầy thử thách như.